quý vị đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV1. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng cơ hội mở rộng thị trường từ triển lãm Expo 2020 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam, đại diện King Coffee đã chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện về hạt cà phê Robusta của Việt Nam và quá trình 30 năm Việt Nam xuất khẩu cà phê ra thế giới với hơn 120 đối tác trên khắp thế giới. Thông qua triển lãm, doanh nghiệp này mong muốn chinh phục thêm thị trường Trung Đông tiềm năng với hình thức phân phối và nhượng quyền kinh doanh, từ đó tìm kiếm cơ hội mở rộng thương mại trên toàn cầu. Vâng, chương trình Chào buổi sáng hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.